Xin chào tất cả các khách hàng đang theo dõi livestream của DK Eyebrows Beauty ạ. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK Eyebrows. Và như quý vị có thể thấy thì trước màn hình ống kính đây là một ca phun môi được thực hiện bởi chuyên gia của chúng tôi. Và bây giờ thì tôi sẽ dành cho chuyên gia một vài câu hỏi, và chắc chắn đây cũng là những câu hỏi mà các chị em quan tâm rất là nhiều và thắc mắc rất là nhiều. Vâng, em chào chị Quyên ạ. Chị Quyên ơi, có câu hỏi thứ nhất hôm nay em muốn hỏi chị Quyên, đó là cái màu môi sau khi phun tại DK thì nó sẽ như thế nào ạ? Màu môi của DK thì khi mà mới phun ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là nhạt. Vâng ạ. Và dần dần màu nó sẽ đẩy lên, bởi vì mực này là mực Hornix, mực của Đức, mực từ thiên nhiên ấy. Nên là màu nó sẽ không bật tông ngay lập tức khi mà mình mới bong ra đâu nhé. Vâng ạ. Càng ngày thì màu nó sẽ đều dần và trong, nhẹ nhàng vào trong. Trừ khi những khách hàng nào thích sở thích đậm thì sẽ nói với chuyên gia sẽ làm đậm đà hơn. Vâng, tức là cái lần làm đậm đấy là mình sẽ dành ở cái lần dặm thứ hai đúng không ạ? Có thể là dặm lần thứ hai, và có thể khách hàng người ta chỉ muốn làm một lần thì mình vẫn có thể làm một lần. Vâng, tại vì có rất nhiều các chị em thắc mắc là sau khi phải phun môi xong các chị em phản hồi rất nhiều vì màu môi không được lên đậm như theo ý muốn. Đó, thì các chị em hãy lưu ý là vì DK đang sử dụng mực organic nhập khẩu từ Đức, là mực tự nhiên và chứa chất chống trổ, cho nên là sau khi phun môi xong, và đặc biệt đây là mực hữu cơ đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, vâng đúng rồi, vì là mực hữu cơ cho nên là màu sau khi phun xong sẽ rất là nhạt. Nhưng tuy nhiên thì sau 2 tháng thì màu môi sẽ đẩy dần lên và ổn định trong vòng 2 tháng. Và lúc đó thì màu môi của chúng ta sẽ trong, mướt và đặc biệt là rất là tự nhiên. Và chắc chắn là trong cái khoảng thời gian sau 2 tháng đó thì bộ phận chăm sóc khách hàng của DK sẽ liên hệ với khách hàng để có thể đặt lịch và hẹn các chị em qua để chuyên gia của chúng tôi có thể kiểm tra cái tình trạng môi lúc đó nhé. Nên là các chị em yên tâm ạ. Vâng, vậy sau khi phun môi thì có cần phải ăn kiêng không hả chị Quyên? Không, mình không phải ăn kiêng gì, ăn uống như bình thường. Khách hàng của DK đến phun môi rồi tối về đi ăn lẩu, không ảnh hưởng gì hết. Vâng ạ. Mình chỉ tránh những cái đồ ăn mà nó có nó bị mặn để tránh sót môi thôi đúng không chị? Tránh đồ ăn mặn, nước mắm, nước rơi rớt vào môi để mình giữ vệ sinh môi thôi. Vâng. Vậy những chị em mà có những cái đôi môi mà da môi rất là mỏng thì trong cái quá trình xử lý thì chuyên gia bên mình sẽ xử lý như thế nào ạ? Mình phải có kỹ thuật tốt, bởi vì những da mỏng thường không bám mực và đi rất là khó. Khi đã mỏng rồi thì hay bị nổi những cái vùng da chết ra. Càng đi vào thì các cái da chết lại càng ra nhiều. Vâng ạ. Nên là nếu như kỹ thuật mà đi không tốt thì làm những cái môi đấy rất là vất vả. Vâng. Và đặc biệt là những cái ca môi có da mỏng như vậy thì đòi hỏi cái kỹ thuật của chuyên gia rất là cao đúng không ạ? Và chuyên gia của chúng tôi thì đang áp dụng cái công nghệ vi chạm châu Âu, cho nên là chỉ đi nhẹ kim trên cái lớp thượng bì của môi thôi. Cho nên là thứ nhất là sẽ giảm thiểu tối đa 85% độ sưng nề. Và sau đó thì các chị em sẽ không cần phải ăn kiêng. Đây là một điểm đặc biệt mà rất nhiều các chị em ưa thích tại DK sau khi phun môi xong. Vậy phun môi xong bao nhiêu lâu thì bong ạ? Khoảng độ 3 ngày nhé. Chỉ 3 ngày ạ. Vậy sau khi phun môi xong thì mình có cần phải bịt khẩu trang đi làm việc hay là trong lúc giao tiếp không hả chị? Không, bởi vì là mình làm không sưng nhá. Không sưng thì nó chỉ như là mình đánh son đậm thôi. Vâng ạ. Cái đấy mình không cần thiết mình phải đeo khẩu trang đâu. Vâng, vì thật sự là khi mà em thu thập những cái câu hỏi của các chị em thì có rất nhiều các chị em rất là sợ là phun môi xong này bị sưng nề như hai quả chuối. Sau đó là sẽ phải bịt khẩu trang khi đi làm, khi đi ra ngoài đường, khi kể cả khi gặp bạn bè cũng vẫn phải đeo khẩu trang khoảng 1 tuần. Đó, cho nên là các chị em rất là hoang mang. Em có thể cho máy quay vào đây, mình đi khoảng độ đến 50% môi của bạn này rồi nhưng không hề có một vết sưng nào luôn. Vâng. Chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện một ca môi, và cái tình trạng da môi của chị khách của chúng tôi ngày hôm nay thì cũng rất là mỏng. Nhưng mọi người có thể thấy da môi cực mỏng. Đó, mọi người có thể nhìn này. Nhưng mà quá trình đã diễn ra được một nửa rồi. Tuy nhiên thì như chúng ta thấy thì không hề có cái dấu hiệu là bị sưng nề. Đó, cho nên là chúng ta có thể một phần nào có thể thấy được cái kỹ thuật của chuyên gia của chúng tôi. Thường những da môi mỏng thì kỹ thuật đi không tốt là sẽ sưng rất là to. Vâng ạ. Và sưng rất lâu đúng không ạ? Da mỏng thì sẽ căng phồng lên và sưng rất là nhiều. Đó, nên là các chị em lưu ý nhá, cái việc mà mình tìm hiểu kỹ về cách làm việc cũng như là về kỹ thuật của chuyên gia trước khi phun môi rất là quan trọng. Đặc biệt là với những cái tình trạng môi khó như là môi thâm này, môi nhăn, môi xỉn màu và đặc biệt là da môi mỏng thì chúng ta cần cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ. Nếu như mà tay nghề của chuyên gia này không có kỹ thuật cao và không có kinh nghiệm thì chắc chắn là thực sự là trong cái quá trình xử lý sẽ gặp rất là nhiều những cái đáng tiếc không đáng có. Đó, xảy ra những cái đáng tiếc không đáng có cho nên là rất khó xử lý. Vâng, và cảm ơn tất cả những cái chia sẻ của chị Quyên ngày hôm nay, và chắc hẳn là chị em cũng bớt một phần nào hoang mang về trong cái quá trình mà tìm hiểu cái dịch vụ phun môi tại DK rồi, đúng không ạ? Và nếu như mà chị em còn bất kỳ những câu hỏi gì thì mọi người có thể gửi tin nhắn trực tiếp bằng cách inbox qua fanpage của DK, hoặc là có thể gọi điện đến số hotline 0911 310000 nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.